là sáng các bác nhá. Anh em mà treo ở trên trần nhà ấy, đèn nó soi cũng đẹp lắm. Ở đây thì chỉ còn mấy cặp thôi. Và hay lắm các bạn. Đây cái củ bát của nó đây này. Bát này của anh nhá. Từ của nó to gần bằng miệng bát luôn, rất là nặng. Xin nguyên bản đi. Hay lắm các bạn. Đây dòng loa chúng ta nắp ở trong những cái khu sân vườn cà phê, quán cà phê hoặc là trang trí ở những cái quầy bar. Đấy, dòng loa này thì nghe nhạc rất là hay, dòng loa đồng trục kiểm âm. Ngoài ra thì chúng ta có thể hát karaoke được nhá. Đi 6 1 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10. Cái tiếng mic nó rất là hay luôn. Đặc biệt là nghe nhạc. Đấy, cho anh em xem lại. Đẹp hết nhá. Đây là những cặp đẹp. Còn vài cặp nữa thì cặp là xấu thì em sẽ bán. Bán sau, mức giá nó rẻ hơn. 4 triệu 500.000 một cặp các bác nhá. Anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp cho Minh Vũ. Và với mức giá như này, nếu anh em chuyển khoản đủ tiền thì em sẽ bao ship. Còn trong trường hợp đặt cọc thì sẽ không được cái mức giá ưu đãi là bao ship các bác nhé. Rồi, clip này thì xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.